Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì môi trường bền vững của kênh truyền hình Nhân dân. Trong chuyên mục Sống xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đồng hành với nhóm Con đường xanh trong hoạt động dọn vệ sinh tại công viên Thủ Lệ, Hà Nội. Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, các bạn trẻ của nhóm Con đường xanh lại cùng nhau đến một điểm công cộng để dọn rác và tuyên truyền giúp nâng cao ý thức giữ gìn cũng như bảo vệ môi trường đến mỗi người dân. Chiều chủ nhật tại Vườn thú Hà Nội, lượng khách du lịch tới đây tham quan khá tấp nập, đủ mọi thành phần lứa tuổi. Với hàng ngàn lượt khách như vậy, thì những nỗ lực của đội ngũ nhân viên dọn vệ sinh ở đây để dọn sạch rác là không đủ. Và nếu ý thức của khách tham quan còn kém, thì những thùng rác công cộng đặt khắp nơi trong công viên cũng trở nên vô ích. Hôm nay, nhóm Con đường xanh lựa chọn Vườn thú Hà Nội để dọn rác, làm sạch môi trường và tuyên truyền cho mọi người về ý thức bảo vệ môi trường. Con đường xanh là một nhóm các bạn sinh viên trẻ của trường Đại học Đại Nam có chung mong muốn bằng những hành động dọn rác của mình sẽ góp một phần trong việc giữ gìn môi trường trong sạch. Dù chỉ mới được thành lập 2 tháng, nhưng nhóm đã có nhiều buổi dọn rác, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường tại nhiều công viên, địa điểm công cộng. Môi trường hiện nay nó đang rất là bị ô nhiễm và những người dân thì thực sự là chưa thực sự để ý đến cái công việc này. Và vì những điều ấy mà nhóm Con đường xanh được thành lập, nhóm Con đường xanh luôn hướng tới mục tiêu đó là cố gắng. Thứ nhất đó là làm sao để mà cải thiện được cái môi trường. Và cái thứ hai đó chính là hỗ trợ nâng cao cái ý thức người dân trong việc bảo vệ và giữ gìn cái vệ sinh cũng như là bảo vệ môi trường sống cũng như môi trường tự nhiên. Và để thay đổi nhận thức cũng như có được sự ủng hộ của người dân không phải là chuyện đơn giản với các bạn trẻ này. Nhưng bằng sự cần mẫn, nhặt từng mẩu rác nhỏ dọc theo những con đường trong công viên, thái độ của nhiều du khách về giữ gìn cảnh quan công cộng đã ít nhiều có chuyển biến. Cũng có nhiều người dân là họ có khen ngợi, có nghi ngờ, lúc đầu là họ chưa nhận thức được là cái việc chúng tôi làm là muốn mang lại ý nghĩa nhiều cho môi trường. Họ chỉ nghĩ là một hoạt động của sinh viên thôi. Nhưng mà về sau khi mà thấy được cái công việc về công tác môi trường của chúng tôi thì họ đã rất ủng hộ và chính họ cũng là những người đã tự tay nhặt rác để cho vào trong thùng và đi tuyên truyền tới những người khác nữa. Tôi là người bán hàng ở trong này thì nhóm cũng tuyên truyền về vấn đề săn sạch đẹp chung cho toàn xã hội. Thế tôi cũng mong muốn là toàn xã hội mọi người hãy ý thức vứt rác vào đúng nơi quy định. Với nhóm Con đường xanh, chỉ bằng những hành động đơn giản, nhỏ bé như thế này, nhưng nếu được duy trì thường xuyên, thì trong thời gian tới sẽ càng có nhiều hơn những con đường, những khu công viên trở nên xanh hơn nhờ vào nhiệt huyết của các bạn.